Trong chiến lược thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ, Việt Nam gắn liền với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là hai địa phương đã được Trung ương giao nhiệm vụ xây dựng và hình thành khu công nghệ cao đầu tiên của cả nước. Đây là hai dự án quan trọng cấp quốc gia để tạo cú đẩy phát triển đất nước. Sau 15 năm kể từ ngày thành lập, khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành một đô thị khoa học công nghệ và là đầu kéo mạnh mẽ cho các ngành công nghiệp công nghệ cao theo hướng kinh tế tri thức ở Việt Nam. Một trong những yếu tố quan trọng phải kể đến khi chọn thành phố Hồ Chí Minh là nơi để thực hiện dự án khu công nghệ cao, đó là vị trí chiến lược của mình. Hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với hạ tầng kỹ thuật đang được đầu tư đồng bộ, có thể kết nối với các địa phương và các nước trong khu vực cũng như trên thế giới. Nằm liên kề với Đại học Quốc gia, nơi cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cao cho các doanh nghiệp trong tương lai. Kể từ cột mốc ngày 24 tháng 2, 2002, khi khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh chính thức được thành lập theo quyết định số 145/2002/QĐ-TTg. Đồng thời, với việc khẩn trương thi công hạ tầng kỹ thuật, nhiều đoàn cán bộ, chuyên gia cao cấp của khu công nghệ cao cũng đang tất bật đi xúc tiến đầu tư nhằm mời gọi các tập đoàn công nghiệp lớn trên thế giới để đầu tư tại khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, phải kể đến một yếu tố vô cùng quan trọng, đó chính là sự ủng hộ của chính phủ thông qua việc đề ra nhiều chính sách ưu đãi đầu tư vào khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả là chỉ sau 5 năm hoạt động, khu công nghệ cao đã cấp giấy phép đầu tư cho 8 công ty và 3 nhà máy được xây dựng và đi vào hoạt động. Trong đó, đáng chú ý nhất phải kể đến những hợp đồng ký kết với các tập đoàn lớn như Alive, Nidec, Intel. Thì chúng tôi bắt đầu từ cái là thu hút đầu tư nước ngoài về sản xuất công nghệ cao. Và như thế là Nidec, Intel, Sonyan, một số cái công ty lúc bây giờ đó là vào trong khu công nghệ cao để cho chúng ta tiếp cận bằng một cái hệ thống, tức là từ công nhân cho tới kỹ sư cho tới người quản lý, biết được cái dây chuyền sản xuất, biết được cái quá trình sản xuất cái công nghệ cao là như thế nào và những sản phẩm công nghệ cao đó nó từ đâu. Thì cái đó là chúng ta đi từ cái sản phẩm trở lên cái kỹ thuật, rồi lên cái công nghệ và đi tới cái nghiên cứu sáng tạo công nghệ. Bước qua giai đoạn thành hình, khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh dần trở thành một địa điểm thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài. Điểm hội tụ của nhiều tập đoàn, công ty công nghệ hàng đầu thế giới vào đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao như Intel, Samsung, Sanofi, Schneider, Jabil, Microchip, DataLogic, Rockwell Automation, Nidec, Sonyan, Nipro, Microsoft. Những hoạt động của các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới đã chứng minh cho chủ trương đúng đắn của nhà nước Việt Nam trong việc xây dựng khu công nghệ cao. Giá trị sản lượng sản xuất hàng năm của các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động tăng trưởng đều đặn. Năm 2010 đạt 0,5 tỷ đô la Mỹ, năm 2011 đạt 1 tỷ đô la Mỹ, năm 2012 đạt trên 2 tỷ đô la Mỹ, năm 2013 là 2,85 tỷ đô la Mỹ, năm 2014 3,25 tỷ đô la Mỹ, năm 2015 4,6 tỷ đô la Mỹ, năm 2016 7,6 tỷ đô la Mỹ. Dự kiến trong năm 2017 sẽ đạt giá trị sản xuất toàn khu công nghệ cao là 12 tỷ đô la Mỹ. Nguyên nhân cơ bản để đạt được những kết quả này chủ yếu do bản chất các sản phẩm chủ lực của khu đúng theo tiêu chí sản phẩm công nghệ cao, có tính cạnh tranh toàn cầu. Hàm lượng giá trị tạo ra từ R&D trong cơ cấu giá trị sản phẩm tăng dần, vượt gấp nhiều lần so với sản phẩm tại các khu công nghiệp cả nước. Đây là nền tảng đảm bảo sản lượng công nghiệp công nghệ cao tại khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh tăng nhanh và bền vững trong các năm 2007 đến năm 2017. Tổng vốn đầu tư thu hút đến cuối năm 2017 dự kiến là 6,88 tỷ đô la Mỹ. Đến năm 2020, khu công nghệ cao dự kiến đạt doanh số khoảng 20 tỷ đô la Mỹ một năm, đóng góp khoảng 10% GDP của thành phố. Có thể thấy qua 15 năm hình thành và phát triển, hiện khu công nghệ cao đang là mô hình phát triển đột phá của thành phố Hồ Chí Minh, là điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư công nghệ cao hàng đầu thế giới.
Vị trí rất thuận lợi và tiềm năng cao về nguồn nhân lực. Nidec đã chọn khu công nghệ cao là địa điểm để xây dựng và phát triển 5 công ty thành viên, tạo công ăn việc làm cho 15.000 người lao động. Tổng doanh số hiện nay của 5 công ty Nidec là 500 triệu đô, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu lên 1 tỷ đô la trong những năm sắp đến. Một lần nữa, cho tôi được gửi lời cảm ơn và xin chúc mừng những thành tựu của khu công nghệ cao trong 15 năm qua. Chúng tôi mong muốn sẽ có những hợp tác hơn nữa giữa khu công nghệ cao và tập đoàn Nidec cho sự phát triển bền vững trong tương lai giữa hai bên. So Intel Vietnam has been running our operations now for the last 7 years, and we have increased our volume, our product portfolio, and the technical complexity of the products that we run. There's really 2 major achievements for Intel Vietnam. The first is that we're able to support this very technically complex portfolio of products, requiring very difficult packaging technology, which we assemble and test here in Vietnam. These chips go into a variety of end products, such as desktops, smartphones, tablets, smart watches, the device in a smart home that connects all of the devices together, even things like drones and in vehicles. It brings us a lot of pride here at Intel Vietnam that the products that we make here are shipped worldwide. The second big achievement for us is really the growth of our people. Andy Bryant, the chairman of the board, said it best. At Intel, we all start with sand, and everything else is created by our people. Our engineers, our manufacturing technicians and operators are continuously growing themselves to meet the demanding challenges that high tech brings. And our individual contributors have grown up from junior employees into world-class leaders, managers, and directors. And then finally, along with our people, I am very proud to say that we enjoy a 36% technical female workforce, which is amazing given this market. Okay, so firstly, welcome from Sonyeon. So why did we choose SHTP? So I think firstly, Vietnam itself was a very welcoming and developing economy, which made things very easy for Sonyeon to set up our operations here. And SHTP is a partner. They have given us obviously a very significant amount of guidance, both in terms of how to do business here in Vietnam, and also have helped us with developing new relationships, both within SHTP and also with our neighbouring companies. And I think lastly, within SHTP, it's a safe place to work. A lot of time and effort is spent to make sure that security is good, so that for myself and our other colleagues that come to work every day, they can do that safe in the knowledge that themselves and their property are safe. In terms of the achievements from Sonyeon, I think firstly our greatest achievement was to achieve the Certificate of High Tech Companies. I think we're one of only 2 companies in SHTP to achieve that. And that was awarded to us by the Ministry of Science and Technology, for which we were very grateful. And secondly is the growth of Sonyeon. So from 2006, when we first started with a few hundred employees, in 2017 we are now almost 4,000 employees, and we continue to grow. So that's a great benefit for Sonyeon and also for the local economy. Không chỉ là nơi thu hút đầu tư nước ngoài, theo định hướng thì khu công nghệ cao đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện để tiếp nhận những công nghệ tiên tiến được chuyển giao từ các tập đoàn nước ngoài, đồng thời đầu tư tạo dựng môi trường thuận lợi cho các hoạt động nghiên cứu triển khai R&D, đào tạo, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao và khởi nghiệp cho các doanh nghiệp trong nước. Sau 15 năm tại khu công nghệ cao, đã xuất hiện nhiều thương hiệu sản phẩm của trí tuệ Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ cao, điển hình như FPT, Minh Nguyên, Nanogen trong các lĩnh vực vi mạch bán dẫn, nano, sinh học, là tiền đề cho xây dựng nền công nghiệp công nghệ cao của Việt Nam.
Bên cạnh đó, ban quản lý khu công nghệ cao đã luôn bám sát định hướng xây dựng khu công nghệ cao cùng với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và các viện nghiên cứu trường đại học lân cận trở thành hạt nhân và hình thành khu đô thị khoa học công nghệ Đông Bắc thành phố. Đây cũng là tiền đề để hình thành chuỗi giá trị gia tăng từ nghiên cứu triển khai R&D, thương mại hóa sản phẩm công nghệ mới, công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao đến sản xuất công nghệ cao. Bên cạnh chuỗi giá trị này, bằng việc hợp tác đào tạo với các trường đại học trong và ngoài nước, khu công nghệ cao đã tham gia xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, lực lượng sản xuất mới, thúc đẩy ươm tạo doanh nghiệp, khởi nghiệp trên nền tảng công nghệ cao, đã tạo được kết nối quan trọng đại học doanh nghiệp trong chuỗi giá trị này. Tính đến tháng 9 năm 2017, tổng lao động là 36.747 người, trong đó lao động trong nước là 36.343 người và nước ngoài là 404 người. Theo đó, trình độ đại học trở lên 19,15%, cao đẳng và trung cấp chiếm 12,60%, lao động phổ thông là chiếm 68,25%. Doanh số các công ty khởi nghiệp, dự án ươm tạo tại vườn ươm trong năm 2016-2017 đã vượt mốc trên 40 tỷ đồng từ tiền bán sản phẩm và chuyển giao công nghệ. Đây là kết quả có ý nghĩa về ươm tạo doanh nghiệp công nghệ đầu tiên tại thành phố. Từ năm 2010 đến nay, vườn ươm đã ươm tạo 38 dự án doanh nghiệp, trong đó có sự tăng nhanh về số lượng và chất lượng. Vừa qua, chúng tôi cũng được tập đoàn Samsung tiến hành cải tiến để nâng cao năng lực sản xuất và hiệu quả của toàn hệ thống công ty. Thì chúng tôi cũng ghi nhận được là thành tích hiệu quả cũng cải thiện rất là đáng kể. Vì vậy, và cái việc mà giao lưu kết nối tới giữa các doanh nghiệp tại khu công nghệ cao rất là cần thiết, không chỉ cho công ty Minh Nguyên của chúng tôi và cho tất cả các doanh nghiệp để cùng có một tiến bước chung là phát triển bền vững vững mạnh tại khu công nghệ cao. Một trong những quan trọng đó là những cái cơ hội của chúng tôi được cọ sát với lại các doanh nghiệp nước ngoài và cũng như là các cái cơ hội khi mà các cái khách hàng, các đối tác của chúng tôi từ nước ngoài sang Việt Nam đến thăm cái cơ sở vật chất ở thành phố Hồ Chí Minh tại khu công nghệ cao, thì họ đánh giá rất cao cái tiềm năng và cũng như là cái sự hỗ trợ tích cực từ thành phố và cũng như là khu dành cho FPT nói riêng, cũng như là cộng đồng doanh nghiệp, các cái công ty liên quan đến công nghệ nói chung. Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh nằm ngay ở cửa ngõ thành phố, cho nên có một cái lợi thế trong việc giao thông, xuất nhập khẩu. Và khu công nghệ cao với hạ tầng cơ sở rất là tốt đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ở đây. Ngoài ra, khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong các vấn đề ưu đãi về thuế xuất nhập khẩu, thuế doanh nghiệp, thuế đất, cho nên là các công ty rất là yên tâm khi sản xuất, nghiên cứu phát triển sản phẩm ở khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. Sau 15 năm xây dựng và phát triển, khu công nghệ cao đã khẳng định vị trí của mình trong sự nghiệp nâng cao chất lượng tăng trưởng và tính cạnh tranh của nền kinh tế thành phố và cả nước. Từ sự thành công của các nhà đầu tư trong và ngoài nước ở đây đã khẳng định khu công nghệ cao thực sự là môi trường thuận lợi để phát triển thành một đô thị khoa học công nghệ mang tầm vóc khu vực và thế giới. Trong 15 năm tới, chúng tôi tiếp tục phấn đấu bám sát mục tiêu chiến lược phát triển quốc gia về hội nhập quốc tế, đặc biệt trong đó là hội nhập kinh tế quốc tế, phấn đấu cái giá trị gia tăng trung bình của các cái sản phẩm làm ra tại khu công nghệ cao đó thì phải đạt trên 40% vào cái thời điểm năm 2030. Nâng cao cái doanh số sản xuất trung bình bình quân trên 1 hecta phải trên 20 triệu đô. Phấn đấu đến năm 2030 thì bình quân hàng năm sẽ có từ 150 đến 200 sản phẩm trở lên được đăng ký sở hữu trí tuệ ở tầm quốc tế. Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu phát triển và tăng tỷ lệ đầu tư cho cái hoạt động nghiên cứu triển khai của các doanh nghiệp. Theo đó thì phải đạt tối thiểu 2% doanh số hàng năm chung cho toàn khu nghề cao. Phối hợp cùng với Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố và Đại học Quốc gia tham mưu cho lãnh đạo thành phố trong việc nghiên cứu quy hoạch cái khu đô thị khoa học Đông Bắc của thành phố. Thì hạt nhân của cái khu đô thị tương lai này bao gồm khu công nghệ cao, Đại học Quốc gia. Phấn đấu xây dựng khu công nghệ cao thành một cái mô hình mẫu của một cái
thành phố thông minh thu nhỏ. Ở đó tập trung nguồn lực chất lượng cao, sản sinh ra những cái sản phẩm công nghệ có cái giá trị gia tăng cao, ươm mầm ra nhiều cái, ươm tạo ra nhiều cái doanh nghiệp mới được phát triển dựa trên nền tảng công nghệ. Khu công nghệ cao từ năm 2014 có tỷ lệ đóng góp về kim ngạch xuất khẩu hàng năm so với tổng kim ngạch thành phố tăng từ 11% lên đến 32% vào năm 2017. Bình quân 1 hectare đất của khu công nghệ cao làm ra 45 triệu đô la Mỹ giá trị xuất khẩu hàng năm. Dự kiến đến năm 2020, số thu ngân sách từ khu công nghệ cao sẽ đạt từ 1 tỷ đến 1,5 tỷ đô la Mỹ một năm. Bên cạnh đó, cũng cần ghi nhận nỗ lực của ban quản lý khu công nghệ cao trong việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghệ cao đạt tiến độ, chất lượng tốt, nối kết thuận lợi các tuyến giao thông quan trọng quốc nội và quốc tế, là nền tảng cho phát triển từ khu công nghệ cao lên mô hình đô thị khoa học trong tương lai. Sau 15 năm kinh nghiệm triển khai dự án khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh đã đóng góp rất lớn cho công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, văn bản pháp quy liên quan đến sự nghiệp phát triển công nghệ cao của thành phố và cả nước. Cả thành phố này là 90 triệu dân, rất nhiều tiềm lực khoa học công nghệ, thực chất là ở phía đông nó đang là cái trung tâm lớn nhất giữa nghiên cứu. Sớm cái này theo tinh thần là thành cái khu mà có cái đặc thù là nghiên cứu và giảng dạy khoa học ở đây, và trong đó sẽ làm cụ thể là có hình thành thêm các khu công nghệ cao ở cái vùng này nữa không. Từ những kết quả về hoạt động của khu công nghệ cao trong 15 năm qua cho thấy, khu công nghệ cao đã bắt đầu giai đoạn phát triển công nghệ cao bản địa và sẽ tăng tốc rất nhanh trong 5 năm tới đây. Thành công bước đầu của khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh sẽ là cơ sở cho các tỉnh, thành phố mạnh dạn nghiên cứu, đầu tư các khu công nghệ cao địa phương. Tính lan tỏa của khu công nghệ cao cũng bao gồm thúc đẩy hình thành công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao ở các khu công nghiệp lân cận. Cũng từ đây, diện mạo mới của một khu đô thị khoa học công nghệ hiện đại đã bắt đầu hình thành. Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh dần hoàn thành các mục tiêu ban đầu, nâng cao năng lực khoa học công nghệ quốc gia, rút ngắn khoảng cách về trình độ khoa học và công nghệ giữa Việt Nam với khu vực và thế giới.